Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Piece Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thuyết vô cùng thú vị trong One Piece. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, dự đoán tên truy nã bằng hải tặc tu hành đậu đen. Đã 2 năm kể từ sau cái chết của tu hành đậu trắng, mọi thứ thật sự đã thay đổi sau khi Law thành lập liên minh với Luffy tại bên Hazard. Để rồi sau đó như thế nào thì chúng ta cũng đã biết. Những hải tặc mạnh mẽ lần lượt bị đánh bại, từ một thất vũ hải như Doflamingo cho đến liên minh khủng bố của hai vị tử hoàng là Big Mom và Kaido. Và Oda cũng đã không thất hứa khi nói rằng sau khi Ark Wano kết thúc thì One Piece mới thật sự bắt đầu. Và nó thật sự đã đúng. Đã có rất nhiều trận chiến xảy ra sau khi sinh vật mạnh nhất thế giới tứ hoàng Kaido bá thú bị Luffy đánh bại. Có rất nhiều thế lực nổi dậy sau sự kiện tại Wano, bắt đầu từ tổ chức khủng bố của Rock Guy của cá sấu Crocodile và mắt dị hầu Mihawk cho đến Imsama và chính quyền thế giới. Nhưng có lẽ gây ấn tượng nhiều nhất đối với tôi chính là tứ hoàng đậu đen và những thành viên trong bang hải tặc tứ hoàng đậu đen. Những hành động của tứ hoàng đậu đen luôn thật sự dứt khoát và chính xác, xứng đáng là nhân vật phản diện hay nhất trong One Piece. Hiện tại, Oda đã tiết lộ gần hết sức mạnh của những thành viên trong bang hải tặc tứ hoàng đậu đen và tất cả bọn chúng đều có sở hữu năng lực trái quỷ. Đồng thời, Oda đã tiết lộ mức tiền truy nã mới của tứ hoàng đậu đen ở chapter 1059 cùng với nữ hoàng hải tặc Bo Hancock. Theo đó, tứ hoàng đậu đen được truy nã với 3.996.000 Berry, một con số thật sự ấn tượng. Và trong chương một hồi đáp FS91, Oda đã nói rằng khi một tứ hoàng được tăng tiền truy nã, thì các thành viên trong bang hải tặc tứ hoàng đó cũng tăng theo. Và cho nên trong video hôm nay, tôi sẽ đưa ra dự đoán mức tiền truy nã của tất cả những thành viên trong bang hải tặc tứ hoàng đậu đen, bao gồm các cựu đốc Kuzan, đội trưởng đội 10 bang hải tặc tứ hoàng đậu đen. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Đầu tiên, chúng ta đến với Zeppergate, đội trưởng đội 1 bang hải tặc tứ hoàng đậu đen, đồng thời cũng chính là thợ lái tàu của bang hải tặc tứ hoàng này. Là một trong những thành viên đầu tiên của bang hải tặc đậu đen, có thể thấy nhân vật này rất thân thiết với tứ hoàng đậu đen, là người được tứ hoàng đậu đen cử đến đấu trường La Mã để chiến đấu giành trái quỷ Meramera. Tuy nhiên, Zeppergate đã đụng độ với người anh trai tuyệt vời của Luffy là Sabo, và Sabo cũng chính là chủ nhân tiếp theo của trái quỷ Meramera này. Và với những thông tin ở chapter 1063 thì Zeppergate sở hữu năng lực trái quỷ Riki Riki Domi, một trái quỷ hệ Paramisa, giúp hắn có được sức mạnh bất thường. Vậy là sau lần hụt trái quỷ Meramera trước đó thì Zeppergate đã tìm được trái quỷ thích hợp trong mình. Và tôi cho rằng năng lực trái quỷ mới này hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu của nhân vật này. Và tôi xin dự đoán tiền truy nã của đội trưởng đội 1 bang hải tặc tứ hoàng đậu đen Zeppergate là 650.000 Berry. Tiếp theo là Shirumua, đội trưởng đội 2 bang hải tặc tứ hoàng đậu đen. Shirumua từng là ngục trưởng của nhà tù Imidou, nơi giam giữ những tên tù nhân vô cùng khét tiếng. Hiện tại, sau khi gia nhập bang hải tặc tứ hoàng đậu đen, Shirumua sở hữu năng lực trái quỷ tàng hình Suke Suke Domi, một trái quỷ vô cùng hữu ích khi chiến đấu. Hiện tại, Shirumua đang ở hòn đảo Hai Chiến Đấu Sư, căn cứ chính của bang hải tặc tứ hoàng đậu đen để bảo vệ nơi này trước cuộc tấn công của những thành viên đội đặc nhiệm hải quân ngầm, cùng với đó là phó đốc Gap, ông nội của Luffy. Dẫu vậy thì chúng ta vẫn chưa thấy Shirumua tham chiến. Tuy nhiên, với việc xuất hiện trong trang bị màu của chapter 1031, khi Oda giới thiệu những thành viên có sức mạnh đứng thứ hai trong bang, thì tôi cho rằng Shirumua chính là thành viên mạnh nhất trong bang hải tặc tứ hoàng đậu đen. Và cho nên với sức mạnh cũng như vai trò của mình, tôi dự đoán tiền truy nã của Shirumua là 1.830.000 Berry, cao nhất trong số những thành viên còn lại của bang hải tặc tứ hoàng đậu đen. Tiếp theo là Van Augur, đội trưởng đội 3 bang hải tặc tứ hoàng đậu đen, đồng thời cũng chính là xạ thủ của bang hải tặc tứ hoàng đậu đen. Cũng giống như Zeppergate, Van Augur là một trong những thành viên đầu tiên của bang hải tặc đậu đen xuất hiện tại thị trấn Mót Thao 2 năm trước. Đồng thời, Van Augur là một người luôn phân tích đối thủ một cách vô cùng chính xác và thận trọng. Ngoài ra, nhân vật này có khả năng nhìn xa rất phi thường, xứng đáng là đối thủ của Yasop, một thành viên trong bang hải tặc tóc đỏ. Hiện tại, Van Augur đang ở cùng với tiền trưởng của mình là tứ hoàng đậu đen sau khi phục kích và đánh bại được bang hải tặc của Law nhằm chiếm đoạt những bán sao Rock Money Click. Van Augur sở hữu năng lực trái quỷ Wabu Wabu no Mi, giúp hắn có thể dịch chuyển tức thời, tương tự như Son Goku trong mấy viên gặp rồng. Và có thể thấy đây là một trái quỷ hệ Paramecia vô cùng bá đạo và hữu ích trong lúc chiến đấu. Và tôi dự đoán tiền truy nã của Van Augur sẽ rơi vào khoảng 730.000 Berry. Tiếp theo nữa là Alvaro Pizarro, đội trưởng đội 4 bang hải tặc tứ hoàng đậu đen, là thành viên được tứ hoàng đậu đen kết nạp tại tầng 6 của nhà tù Imidou 2 năm trước. Với việc từng bị nhốt ở tầng 6 của nhà tù khét tiếng này thì có thể thấy Alvaro Pizarro là một kẻ rất mạnh và nguy hiểm. Và mới đây ở chapter 1080, Oda đã tiết lộ trái quỷ của Alvaro Pizarro, và đó là một trái quỷ hệ Paramecia mang tên Shima Shima no Mi, và Shima trong tiếng Nhật có nghĩa là hòn đảo. Và năng lực trái quỷ này là tương tự như năng lực trái quỷ Pika của gia tộc Doflamingo. Theo đó, Pizarro đã hợp nhất bản thân mình với hòn đảo Hai Chiến Đấu Sư, làm cho pháo đài di chuyển và nói chuyện. Trong quá khứ, Alvaro Pizarro từng là vua của một đất nước thuộc vùng biển Bắc, nhưng sau đó đã bị lật đổ bởi những chính sách cai trị tàn bạo của mình. Và tôi dự đoán tiền truy nã của nhân vật Alvaro Pizarro này sẽ rơi vào khoảng 1.050.000 Berry. Tiếp theo là Laffite, đội trưởng đội 5 bang hải tặc tứ hoàng đậu đen, và cũng là một trong số những thành viên đầu tiên của bang hải tặc đậu đen. Laffite từng là người bảo vệ hòa bình tại vùng biển phía tây, nhưng sau đó đã bị hải quân sa thải vì quá tàn nhẫn và bạo lực. Để rồi sau đó hắn gia nhập bang hải tặc đậu đen và hiện tại là đội trưởng đội 5 của bang hải tặc tứ hoàng này. Oda vẫn chưa tiết lộ sức mạnh của Laffite, nhưng tôi cho rằng Laffite đang sở hữu một trái quỷ hệ do nào đó trong One Piece, giúp tên này có thể bay và di chuyển với đôi cánh trắng của mình. Và tôi dự đoán tiền truy nã của Laffite sẽ rơi vào khoảng 790.000 Berry.
tiếp theo là đội trưởng đội 6 băng hải tặc tuấn hoàng đầu đen Katarina Devon, là người được tuấn hoàng đầu đen kết nạp tại phần 6 của nhà tù Emidao 2 năm trước. Katarina Devon sở hữu một trái quyển trong thần thoại mang tên Inu Inu no Mi Model Cử Vĩ Hồ, là một người được đánh giá rất mưu mô và xảo quyệt. Mới đây, Katarina Devon đã cùng với tướng hoàng đậu đen tấn công vào hòn đảo Amazon Lily để cướp trái quỷ Merobiro của nữ hoàng hải tặc Bo Hancock. Tuy nhiên sau đó đã bị Bo Hancock biến thành đá. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết nhân vật này đang đi đâu và làm gì. Rất có thể hắn đang cùng với Lafitte đi đến hòn đảo Hết của Vegabin để theo dõi tình hình, báo cáo lại với tướng hoàng đậu đen. Bởi chúng ta cũng đã thấy một con tàu của băng hải tặc đậu đen xuất hiện ở bên ngoài hòn đảo Hết ở chapter 1079. Và tôi mạnh dạn dự đoán tiền truy nã của Katarina Devon sẽ là 1 tỷ 130 triệu Berry, một con số hoàn toàn xứng đáng với sự nguy hiểm của nhân vật này. Người tiếp theo là đội trưởng đội 7 băng hải tặc tuấn hoàng đậu đen Sanjagut, người sở hữu năng lực trác quỷ Deka Deka no Mi. Và Deka trong tiếng Nhật có nghĩa là phóng to. Cũng giống như Avaro Pizarro, Sanjagut cũng là một trong những thành viên được tuấn hoàng đậu đen kết nạp tại nhà tù Imedao 2 năm trước. Với việc từng bị giam ở tầng 6 thì tôi dự đoán tiền truy nã của nhân vật này sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ Berry. Tiếp theo nữa là Vakosot, đội trưởng đội 8 băng hải tặc tuấn hoàng đậu đen, có biệt danh là kẻ nát rượu. Và năng lực trác quỷ của Vakosot cũng có liên quan đến biệt danh của kẻ này. Theo đó, Vakosot sở hữu năng lực trác quỷ Gabu Gabu no Mi, và Gabu trong tiếng Nhật có nghĩa là rượu. Ở chapter 1080, chúng ta đã thấy Vakosot tạo ra một số bong bóng bằng rượu và ngồi trên đó. Đồng thời, hắn nói rằng mình sẽ đốt cháy cả thị trấn này nhờ vào năng lực trác quỷ của mình. Và cho nên, dựa vào những thông tin được Oda công bố, thì tôi xin mạnh dạn dự đoán số tiền truy nã của Vakosot sẽ là 1 tỷ 180 triệu Berry. Tiếp theo là bác sĩ tư thần Dockway, đội trưởng đội 9 băng hải tặc tuấn hoàng đậu đen, đồng thời cũng chính là bác sĩ của băng hải tặc này. Theo đó, Dockway sở hữu năng lực trác quỷ Shiku Shiku no Mi, giúp hắn có thể lây bệnh cho tất cả mọi người. Và Shiku trong tiếng Nhật có nghĩa là bệnh. Ở chapter 1063, Dockway đã biến lo cùng với một vài thành viên của băng hải tặc trái tim trở thành phụ nữ nhờ vào năng lực trác quỷ của mình. Và cho nên với sự nguy hiểm của nhân vật này, tôi xin dự đoán tiền truy nã của bác sĩ tư thần Dockway sẽ rơi vào khoảng 570 triệu Berry, thấp nhất trong số 10 thuyền trưởng Titanic của băng hải tặc tuấn hoàng đậu đen. Cuối cùng là thuyền trưởng Titanic thứ 10 của băng hải tặc tuấn hoàng đậu đen Kurudokuzan, người mới gia nhập băng hải tặc tuấn hoàng đậu đen khoảng 1 năm trước. Sau khi thua trong trận chiến 10 ngày 10 đêm với tăng thi sư đô đốc Akainu, sở hữu một trái quỷ cực mạnh thuộc tốc đầu hệ tự nhiên Loja. Thì sức mạnh của Kurudokuzan là như thế nào thì chúng ta cũng đã biết. Hiện tại Kurudokuzan đang chiến đấu với người thầy đáng kính của mình là phó đô đốc Gap, đồng thời cũng chính là ông nợ của Luffy khi ông đánh hòn đảo Hachinosu để đưa Kobe trở về. Vậy cho nên với tầm quan trọng cũng như những chức vụ đô đốc trước đó, thì tôi xin dự đoán tiền truy nã của Kurudokuzan sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 690 triệu Berry. Trên đây là toàn bộ những dự đoán của tôi về tiền truy nã của tất cả những thành viên trong băng hải tặc tuấn hoàng đậu đen, từ đội trưởng đội 1 cho đến đội trưởng đội 10. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.